Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào để chuẩn bị đón một cái Tết dân tộc cổ truyền bên gia đình và người thân của mình thật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay đây em lại có một đơn đặt hàng con máy này, chắc anh em ở trong miền Tây thì ít biết. Vì cái máy này ở ngoài miền Bắc em thì rất là chuộng. Con máy này gọi là máy phao. Phao lắp trên con xe 4 tấn rưỡi chú nhỉ? Đúng rồi. 4 tấn rưỡi của Trường Hải à chú? Của xe For Lan Trường Hải nhá. Xe Trường Hải 4 tấn rưỡi ấy. Con máy này là máy phao. Nhưng cái mã số của nó là DX4DX23 này. Con này nó 90kW này. Và vòng tua của nó là 2008. Vòng tua 2008 anh em nhá. Vòng tua 2008, con này thì con này là máy phao. Đấy, ở con xe Trường Hải For Lan ấy, For Lan Trường Hải 4 tấn rưỡi. Thì con máy này thì ở ngoài Bắc thì rất là chuộng mấy cái dòng máy Trung Quốc anh em nhá. Thì đây là hôm nay là em có chú Minh, chú ở tỉnh Tuyên Quang, ở cầu Long Tiến ở Tuyên Quang ấy. Chú ấy máy của chú ấy bị hỏng, chú ấy đi tìm một con máy về để thay anh em ạ. Thì chú ấy cũng đi hỏi tham khảo rồi. Thì mà em cũng vẫn tư vấn cho chú, bảo là chú mua máy đây chú ơi. Chú mua máy thì chú lên đi tìm hiểu rõ, và nói chung là mua máy thì đã xác định mua máy về lắp xe thì mình cũng lên mua một con máy nó tốt, nó có đắt tiền hơn một tí nhưng mình chỉ mất tiền một lần thôi, về không phải suy nghĩ. Thì đây em sẽ giới thiệu qua cho mọi người, quay cho mọi người biết để vì sao con máy này nó đẹp ở chỗ nào. Đầu tiên là cái bơm kim của nó nhé anh em nhé. Anh em xem này, những cái bơm kim về máy này thì thực sự là chắc em đăng lên kênh thì anh em nào thì nhìn thấy cũng mê rồi. Tất cả chưa động chạm một cái con ốc nào, chưa mất một tí sơn nào nhé anh em nhé. Tất cả còn bọc chì này, kẹp chì hết, bơm kim chưa mất một tí sơn nào, chưa có dấu mở, chưa có động chạm một cái con ốc nào nhé anh em nhé. Đây là mình còn chưa có thời gian để rửa kỹ đấy. Đây là những cái đen này, chưa có thời gian để rửa kỹ. Đây nguyên cái bơm này ra, những cái sơn này nó chưa bị chóc một tí nào nhá anh em nhá. Ốc quy lát thì anh em ở trong miền Tây, ở Sài Gòn gọi là ốc quy lát này, nguyên zin hết này. Đây em quay sang này cho mọi người cùng xem. Đây tất cả còn nguyên zin hết, chưa có một dấu mở gì, đổ đi. Chưa có một dấu mở gì. Và sang bên này là cái ống xả này và turbo nhá. Đây chỗ này nó còn trắng tinh này, nó chạy ít quá, nó vẫn chưa bị đen mà chưa bị mất cái sơn mới trắng trắng này của nhà máy này. Turbo vẫn còn trắng tinh nhá, chạy chưa bị mất cái lượt trắng mới của turbo này anh em này. Cái dòng máy phao gọi là 4102 này ấy, ở ngoài miền Bắc này ấy, ở trong cơ sở em hiện tại nó còn khoảng gần 20 con đến hơn 20 con đấy, toàn máy, tất cả con máy đẹp như thế này hết nhá. Vì máy này em mua về để phục vụ cho anh em thay xe, thay máy, anh em thay máy anh em ạ. Thì em phải mua tất cả là phải máy là rất là đẹp thì mới bán được. Máy này khách hàng thường thường là khách hàng đi mua, người ta mua máy về để lắp vào xe là người ta không bao giờ tiếc một vài triệu, quan trọng là đẹp và đúng ý là được, đúng để mình về sử dụng và đúng công việc của mình được. Đây anh em xem này, những cái bu li bắt dây cu loa nó còn chưa bị mất sơn rồi, nó còn rất là mới nhá. Đây cái mặt béo của nó này, những con ốc mặt béo này, ốc chụp cơ này còn nguyên zin hết ở trong này anh em này. Thực sự là con máy này nó còn khoảng 90% cơ, dám khẳng định với mọi người luôn. Những con ốc đầu ốc con chưa bị tháo, có dấu mở này anh em này. Con này từ zin từ trên mà xuống này. Con ốc ống xả vẫn còn mới tinh nhá anh em nhá. Thực sự con này máy này là rất mới. Về hình thức thì đã là nói chung là được điểm 10 rồi. Còn bây giờ để xem, bây giờ em sẽ nổ máy trước hết là cho chú Minh ở Tuyên Quang chú ấy đánh giá chất lượng đã. Còn hình thức thì ok rồi, quá ưng rồi. Còn bây giờ là sẽ cho test máy là cho chú kiểm tra, và em cũng sẽ đăng lên kênh bán hàng của em để cho tất cả mọi người cũng biết là cái dòng sản phẩm này ở bên em còn rất là nhiều nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em. Mua buôn mua lẻ là lúc nào cũng có đủ để phục vụ cho tất cả mọi người.
chờ tí cho dầu lên đã chú ạ. Hài lòng cho chú Minh. Đắt sắt ra miếng chú ạ. Chú ơi, con máy này cháu nhìn cháu còn thích vì nó chưa động chạm một con ốc nào. Sơn xiếc. Kéo bây giờ chú cháu mình đi mua một cái xe con chú cháu. Cái thao tác đầu tiên là chú cháu mình sẽ là bỏ cái lắp cabo lên để xem con máy nó còn zin còn ngon không, đã làm lại chưa. Cái đấy chuẩn chỉ rồi. Cái đấy là nó theo thói quen của con người rồi. Mà phải đấy, vì con máy, cái con xe là giá trị nhất con máy vậy chú. Quá đẹp, quá chất lượng. Rồi, mai chú Minh, bây giờ chú Minh sẽ đặt tiền và mai chú ấy sẽ cho đánh xe xuống để thay máy anh em ạ. Con máy này chú quá hài lòng, quá ưng rồi. Bây giờ còn mỗi là chờ là chở cho xe xuống để trở về thôi. Xe đẹp đấy nhỉ, biển đẹp đấy. Hả? Xe không chú ạ? Xe kia, biển đẹp đấy. À. Bốc được đúng không chú? Bốc được đấy. Chú ma tay đấy. Nếu mà anh em nào có nhu cầu cái máy này thì alo cho em nhá. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh của em. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ là những con máy nào em bán em sẽ đăng lên fanpage và các kênh fanpage này và kênh bán hàng mới của em Hưng Động Cơ Đẹp Giá Rẻ ấy. Và Facebook cái thứ là Facebook này và trang web của em, mọi người nhớ vào đăng ký cho em nhá. Xin chân thành cảm ơn Động Cơ Ô Tô Hưng Thịnh, uy tín chất lượng tạo lên thương hiệu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.